Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu cho rẻ. Hôm nay thì lại một lô xe mới về cho anh em AB này, Vision này, SH này, mọi người nhìn đi thì rất là nhiều. Thì đồng hành giới thiệu vào trong này thì có một Liếng sơ trợ giới thiệu không, mời Liếng ạ. Là cả nhà nhé, xe vừa mới về cặp bến luôn, là quay để review bao giá cho cả nhà về giá xe mới nhất trong thời điểm tháng 5 tháng 6 này luôn cả nhà. Anh chị em mình đang có nhu cầu muốn mua liên hệ liền ngay cho Luyến ha, để nhận ngay 2 triệu đồng con xe lại qua số hotline của Luyến là 0905 299 064 nhé. Thì hôm nay review cho cả nhà về một lô xe của Honda nha, rất là nhiều màu sắc cũng như là rất là nhiều loại xe luôn. Về những màu riêng nha, anh chị em mình quan tâm thì nhắn tin liền ngay cho Luyến nhé. Đầu tiên là về mẫu Winner hay về được này, Winner V4. Đây hai màu V4, màu đen nhám và màu bạc nhám ha, tem vàng. Đó ABS nha cả nhà, mà là cái thắng kết hợp luôn ha. Hiện tại thì hai cái phiên bản ABS này bên Luyến đang bán mức giá là chỉ có 40.900 nha. 40.900, còn bản CBS thì 36.900 nha. Rất là nhiều màu luôn. Đấy, tiếp vào trong thì đây có mẫu AB. À quên, trả trước 4 triệu thôi là lên xe rồi ha. Tất cả các dòng xe được hỗ trợ trả trước chỉ cần 4 triệu thôi là lên xe rồi nhé. Đây có AB 125. Thì AB 125 thì hôm nay về được hai màu là màu đỏ bóng và màu xanh bóng ha. Đó là hai màu zin của hãng Honda luôn. Có màu đen nhám ở nhà cả nhà, đó là ba màu zin nhé. Mức giá hiện tại đối với AB 125 màu zin đang hỗ trợ chỉ có 42.900 nha. Trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu thôi là lên xe ha. Liên hệ trước cũng sẽ nhận ngay 2 triệu nhé. À, mọi người nhìn đây. Có đúng màu nó về. Rồi, bên này thì có SH này. SH thì về được hai em màu đỏ. Thì ngoài màu đỏ ra Luyến có cả màu đen nhám, màu xám xi măng, đen bóng và màu trắng nữa ha. Đủ màu luôn, màu nào cũng có ha. Anh chị em mình quan tâm có thể nhắn tin riêng qua Zalo cho Luyến nhé. Mức giá của SH125 hiện tại đang hỗ trợ chỉ có 74.900. Liên hệ trước giảm 2 triệu, trả trước duy nhất 15 triệu là sở hữu xe nhé. Rồi, bên kia thì có Vision thể thao. Thể thao. Thì Vision thì có đủ phiên bản luôn. Đây thì về phiên bản thể thao này, mức giá hiện tại hỗ trợ chỉ có 37.900 đến 38.900 nha. Còn đối với phiên bản chỉ có thường thì là 32.900 nha cả nhà. Chi tiết nhắn tin riêng qua Zalo cho em Luyến ha. Trả trước 4 triệu thôi là lên xe. Có hỗ trợ ship xe toàn quốc cũng như là hỗ trợ sơn độ màu theo của khách hàng nữa nhé. Rồi ok, thì đó là giá xe. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Xin chào.